Nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi ra ngoài chỗ cái vườn cỏ, mình sẽ đi hái rau ngổ và đặng mình luộc ăn với lại cá biển. Hôm nay nhà mình không có rau gì trơn á, mình ra ngoài cái sau vườn cỏ nhà mình nè. Hôm nay rau ngổ rất là nhiều luôn, lại rau chay nữa, mình luộc ăn cũng được các bạn. Lục bình luôn, lục bình mình luộc cũng được nữa. Hôm nay rau ngổ rất là nhiều. Đây tới rồi nè. Nè các con ơi, bẻ con ngổ nè. Đó, đó, đó. Đây nè, Tho à, tập trung ở đây. Mình sẽ lặt rau ngổ để lát nữa mình sẽ xào. Rau ngổ này rất là nâu luôn nha. Nâu ăn đắng không hay gì? Cái này con không ăn đắng được thì sẽ không ăn được đâu. Nhẫn lắm. Con đâu biết ăn đắng đâu. Đắng bởi vậy con... không ăn rau biết con người là ốm nhom luôn rồi. Đắng là con nhả ra. Con ăn cái gì mà ngon không à, đúng không? Ngọt phải không? Hái chút xíu mà quá nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ ướp cá, cho vào cá một ít muối. Quýt tiêu. Sau đó mình sẽ đều trộn đều con cá lên nha các bạn.
cho nó thấm liền hết gia vị. Cho thêm mật lên đây. Giờ mình sẽ đập tỏi lặn chiên cá nha các bạn. Có ai bầm tỏi giùm không? Đâu hết rồi. Em. Lấy dở nha. Con mắt con cá này sao kỳ vậy? Con mắt con cá này bự quá. Chị bầm luôn đi. Sao đi vậy? Đây ơi, bị đứt ở đây mình nào vậy? Mấy gì đứt rồi? Không chị máu. Sao chị máu rồi? Khùng. Khùng hả? Sao dám chửi chị khùng? Ai kêu chị đây? Chị nói tôi cái gì? Nước sôi thì mình cho vào một tí muối ruột cao nha các bạn. Mình bỏ vào nổi và luộc. Rau mới hái rất là tươi, giòn. Nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho dầu vào. Cho vào một ít tỏi, lúc nãy mình đã băm rồi. Cho cá rồi. Tỏi vàng rồi. Nhảy như vậy. Bây giờ rau đã chín rồi, mình sẽ vớt cây dĩa.
Đây là gửi cho anh chị. Tại vì sắp nhỏ nhà của Cẩm đó là không có ăn rau ngổ luộc được các bạn. Nên thôi mình sáng chiên có mua thêm hai trái su, mình xào su cho mấy đứa nhỏ nha. Đói hả mấy đứa, đói hả chị? Chị mình có để nước cho đây không chị? Để chút xíu rồi cả. Không muốn chị đi chặt cái nước đi không? Ớt hồi sáng nó chợ rẻ rơi luôn hả? Nhiều chị, nhiều các bạn nhiều rồi. Em xào cho nó mềm thế này được rồi. Nhìn gia vị vô là tăng. Cá sòng tươi ngon nha các bạn. Cái gì đó nó bán ra hết rất ngon luôn. Sáng chị thấy nguyên một thao rồi. Cá sòng này em nướng nướng sao tới cả. Dạ. Em quấn với bạc nướng. Ồ ăn ngọt dữ dằn lắm đó. Lúc ra Hà Tiên là chỉ biết ăn cá này lắm. Bữa nay thấy trên chợ mình có bán là sẵn mua về luôn. Chị, em bưng này chị ướp đi. Hết chưa đổi rồi. Hết dầu luôn rồi. Hết dầu rồi. Ủa cái này là... Ủa? Không phải tôi mua cái này nữa. Sáng nói lên chợ cho mua cái viết. Làm chị viết mấy cái gia vị đó. Cái anh có chỉ nè. Kêu viết lên để thôi khỏi bị lộn. Mà chị quên ít mía. Nói chờ con nhỏ nó bán. Được. Tiêu không chị? Chút tiêu đi cắm cho nó ngon. Hành chị sắc cho em rồi nè. Dạ. Chị làm gì chị để ớt nhiều chứ vậy? Hả? Chở hết vô đây luôn nha. Có đâu. Quá lọ rồi, sáng giờ tay chưa chị nghe. Chính chịch. Bây giờ xuống cho nó ngon rồi, mình sẽ cho hành giờ. Rồi đó có cơm rồi đó. Ăn nè, còn chơi gì nữa. Rồi, đem chén lại. Hôm qua cái mình con mà con làm nguyên hắn sắt xong ra phải chết nữa. Chị bữa nay chị nấu cơm nhiều không? Chị nấu ba lon. Rút kinh nghiệm. Nhưng mà hôm qua. Cảm ơn. Đây có ai? Cô Tàn. Đưa chị Hậu. Hậu ăn cơm không hả? Hậu ăn cá không? Bế cho Hậu. Đừng chứ. Hậu chị gấp cá nha Hậu. Nha. Hậu ăn đá lóng nó sẽ dễ hơn. Bây giờ xương nó là nó quánh cục luôn. Cái này đắng không ta? Không cơ ăn thử đi. Có nhẫn nhãn. Hậu ăn chứ. Còn ai chưa có cơm không? Em. Ủa ai hả? Em.
cấm ha. Sao nghe tiếng lạ chứ cấm. Đói quá rồi. Chị Nhi. Không có đắng. Không đắng rồi. Không đắng hả? Không đắng. Ủa sao bữa nay con ngỏ vậy ăn là không đắng ta? Không tin tưởng. Lạ vậy? Không tin tưởng thôi. Không ăn. Không ăn. Không ăn. Không có đắng. Thử thôi. Con ăn thấy không có đắng đó. Đúng rồi, không có đắng kìa. Nhưng mà muốn rồi. Không có đắng. Không có đắng gì chân á. Vậy là rau thổ bữa nay chị ăn làm ngon phải không? Thôi vậy chị lặt thôi, chị cẩm luộc. Thành phẩm là không đắng cho chị cẩm đó. Mới mốt chị ăn giao cho Vi cái phụ trách nồi cơm nha. Chị ăn bắt xuống xong là nhiệm vụ là xới cơm nha. Nha Vi. Dạ. Vậy thăm xương ăn sáng không? Ăn không? Món ăn đấy làm chín rồi, mời tất cả các bạn cùng dùng nha. Vui muốn sáng hậu nha. Gia đình mình dùng hết nửa con rồi. Chở đi, chở về đi. Tách cái này ra được rồi nè. Ăn hai con đi. Ăn tự nhiên vô. Ăn đi Xuyên. Chị hết cái bụng. Quên. Cá này nó không có béo cảm ơi. Nó hồng. Hồng dầm cá. Cá sòng này mùi vị á cẩm ớt rất là vừa ăn luôn các bạn. Cái này mình ăn cơm mất rất là ngon. Món này mình có thể làm thêm nhiều thứ nữa. Mình có thể là chiên xong rồi mình xúc cà, hoặc là mình nướng sa tế, hoặc là mình kho. Nước kìa con. Mình nướng giấy bạc thử chị. Ngon không? Nướng giấy bạc thơm. Nhà mình còn giấy bạc kìa. Mai lên chợ làm đi. Dạ. Cái chị cái gì này chị mua chỗ cuối góc đường đó, gần tiệm thịt quá. Bán đồ biển. Chuyên bán gì đồ biển. Mà sáng chị gặp thao cái sầu chị không có đi được. Cứ nhìn hoài. Con rau thôi. Có ăn rau không? Không ăn hết. Con ngủ rất là ngon luôn, rất là giòn. Không có nhẵn, đúng rồi đó. Ngon không? Đúng không? Mẹ nói hậu á, nó không có chịu ăn cơm mà nó ra đây nó ăn dữ lắm luôn á. Kiếm gì ăn con mắt kìa. Thì đúng rồi, nó phải mắt sáu mắt đó con xử đi. Tao cho dạng miếng xu coi sao ngon hay không. Hẹt. Ngon mà. Xu xào mà. Ăn cơm xong không? Ăn cá không? Ăn cái gì? Không ai biết rồi. Con Vi mà ăn vậy. Con Vi không gấp cá cho Vi. Sườn đây. Ăn cá đi con. Cái mặt làm xong mà có hẹo rồi. Kinh hồi lắm. Bé thôi Vi. Bé hả? Đi trúng tường. Ờ. Cục nhỏ nè, ăn đi. Đi trúng mà lát cái mặt vậy đó hả? Cục bự hơi dưới dưới nè. Chưa, chị để đàng hoàng lại nè. Thôi lắp được không? Nước rộng hả Cẩm? Dạ. Hồi nãy lớn giờ rộng lại. Rộng xíu nữa đi, đi dở đi dấn thôi. Dạ. Qua dở như vậy. Nó có bóng nhiều không? Chị phóng xuống thì dở. Cũng không biết. Em ngồi xuồng được rồi. Nhưng mà phải giữ xuồng nha trời. Không biết quay xuồng thì cũng đã cho như cắm kia. Rồi.
Hôm nay hôm qua nấu 2 lon cũng hết, mà hôm nay 3 lon cũng hết. Ngày mai cho tăng đô lên 4 lon, 4 lon cũng hết luôn. Thằng ngộ ghê. 10 lon bỏ. Dễ cho nó. Có bỏ đâu, dì An đem lên bệnh viện từ thiện ta ăn nhóc. Cơm làm gì bỏ con. Ở chỗ từ thiện nha, chị múc cơm á. Đắt lắm. Buổi trưa khoảng 10 giờ em ra cái là xèo 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 một cái dèo một cái là hết chân rồi cháu. Bữa trước em cũng có xong đó luôn. Ở cái gì cũng có. Em có thể đồ tươi cũng ngon đó nha, chứ không phải là dở đâu. Sáng thì người ta có cháo chưa thì có cơm. Lên. Dèo cũng có nữa. Em thấy mấy bà bác sĩ ra đó ăn luôn chị. Này cũng có mấy người ngồi đây cho. Cá này vậy mà ăn đắt quá trời luôn ha. Thịt không à, ít có bị xương. Trời chặt. Này nè, giờ dưới rau qua đây được không? Ngồi đi cho. Dưới rau ngon quá trời luôn, không có đứa nào ăn hết trơn. Hồi sáng thì ăn một cái đuối đồ vàng không mua. Nghe nói tụi con đâu biết ăn cá đuối đồ vàng đâu mua đâu. Cá đuối nó ăn chua ngon lắm á. Còn biết ăn. Cá đuối nó có chua rồi. Nhưng mà nấu theo dạng nấu chắc chưa ăn. Đúng không? Hôm nay nhà mình ăn cái món cá sòng là cá biển, món cá biển chiên. Lại rau ngổ luộc. Món su xào. Thì hôm nay cả nhà mình ăn cơm rất là ngon luôn. Tại vì hôm nay là nhà mình ăn cơm trễ. Nếu các bạn thấy thích món ăn này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất. Xin chúc các cô chú, anh chị và các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye, chào tạm biệt. Thank you.